Chào mừng các bạn đã trở lại với loạt bài học ở trong thư tín Philip. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ trong thời đại của chúng ta đang đối diện với sự trơn trượt về đời sống thuộc linh nhiều nhất trong giai đoạn này. Tôi đang nói về việc làm sao để chúng ta đứng vững trong một triết lý đầy mơn trớn, một triết lý mà những sự dạy dỗ sai lầm rất là nhiều đang lan tràn ở trên các trang mạng và trên YouTube và đã phổ biến ở khắp mọi ngõ ngách của xã hội trước những thời đại công nghệ này. Chúng ta đã nghe khi Hội Thánh của Chúa chao đảo trước những bành trướng của giáo phái An Sang Hồng mà người ta còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta cũng nghe sự đối diện với Hội Thánh về 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 sự dạy dỗ của siêu ân điển, và chúng ta cũng nghe những sự đối diện với các giáo phái như triết lý về Chúa Một Ngôi và của nhóm của những con người doanh nhân ở tại thành phố Hồ Chí Minh đang dạy dỗ. Và những điều này đã lôi kéo không ít những con người đã không đứng được và họ đã phải từ bỏ cái niềm tin cũ của mình, từ bỏ cái niềm tin theo Kinh Thánh một cách truyền thống của mình, chính thống của mình đã phải rơi vào cái niềm tin đó. Điều đó lý do nào đã xảy ra như vậy? Vì chúng ta đã bị trượt ngã trong niềm tin và triết lý của chúng ta, hay nói cách khác là chúng ta không đứng vững được. Trong đoạn 3 này của câu số 17 cho đến đoạn 4 câu số 1, chúng ta sẽ nói về đề tài đứng vững. Xin cùng mở với tôi ở trong thư tín Philip nhé. Chúng ta cùng nhau đọc. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Phaolô đã khuyến khích hội thánh hãy vươn tới đằng trước để tăng trưởng một đời sống thuộc linh giống như Đấng Christ. Như đã nói là đời sống tăng trưởng thuộc linh không phải là mục tiêu của cơ đốc nhân, mà là đời sống giống như Đấng Christ mới là mục tiêu của chúng ta. Bây giờ ông lại dạy dỗ để làm cách nào để chúng ta có thể đứng vững trong con đường theo Chúa của chúng ta. Ở đây Phaolô có đưa ra chúng ta hai phương cách rất rõ ràng ở trong bài dạy của ông. Từ câu số 17 đến câu số 19, Phaolô đề cập đến nói rằng học theo gương của những người tin kính. Trước hết Phaolô mời gọi hội thánh Philip hãy bắt chước ông và những người theo ông ở trong câu số 17. Không phải nhà truyền giáo nào đều có thể dám nói rằng hãy bắt chước tôi giống như Phaolô đã làm. Vì đa số chúng ta đều đối diện với những nan đề và những khó khăn ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đều gặp những rắc rối, chúng ta đều có những thiếu sót trong lời nói và trong hành động của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta nói là hãy bắt chước, hãy học theo tôi nói chứ đừng có học theo hành động của tôi. Nhưng Phaolô nói hãy bắt chước tôi, tức là bắt chước cả hành động và lẫn lời nói của ông. Và sau đó Phaolô cũng nêu ra ở trong câu số 18 về những tấm gương xấu mà chúng ta nên tránh. Có thể lắm đây là Phaolô đang đề cập đến những sự dạy dỗ của nhóm người theo trí huệ phái. Đây là nhóm của những người cố gắng biến cơ đốc giáo trở thành một môn triết học. Họ dạy rằng khởi nguyên của muôn vật từ hai thực tại, tức là tinh thần và vật chất. Tinh thần thì thiện, còn vật chất thì ác. Vì thế gian được tạo nên từ cái thực tại ác, nên tội lỗi và điều ác là hiện diện ở trong đó. Nếu vật chất là ác, thì thân thể cũng là ác. Vì là vật chất nên thân thể cứ là ác hoài, ác mãi, do chúng ta có cố gắng làm gì cũng vậy. Thế thì hãy đối đãi với thân thể tùy thích, hãy làm thỏa mãn mọi đòi hỏi của thân thể. Thân thể là ác, cho nên dù có làm gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vì vậy triết hiệu phái cho rằng á, tà dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái chẳng có gì đáng đáng để nói cả, vì những điều đó, đó nó chỉ liên quan đến thân thể, chẳng đáng gì chúng ta quan tâm đâu. Đây là một sự dạy dỗ hết sức là nguy hiểm, vì họ xem rằng những gì liên quan là vật chất đều là ác, chỉ có tinh thần, chỉ có thuộc linh mới là thiện. Thế thì Phaolô lên án những cái sự dạy dỗ này ở trong câu số 19. Phaolô nói kết cuộc của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Phaolô quở trách họ. Thứ nhất là Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ ở trong câu số 19 vì kết cục của họ là hư mất. Thứ hai là họ thờ phượng lòng tham của họ, họ thờ phượng chính thể xác của họ, vinh quang của họ chính là hành động xấu hổ. Rồi tâm trí của họ đặt để những cái thứ ở trong thế gian mà thôi. Thế thì Phaolô đang nói đến cách đầu tiên để chúng ta có thể đứng vững ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta học theo tấm gương của Phaolô và những người tin kính. Chúng ta hãy nhìn thấy những cuộc sống của những người tin kính, họ đang phục vụ Chúa và bắt chước họ. Kinh Thánh rất công bằng, viết một cách đầy đủ trọn vẹn đời sống của nhiều con người, những người mà chúng ta có thể học theo và chúng ta có thể tránh theo đời sống, tránh cái sự sai lầm của họ. Thế thì chúng ta đầy đủ chi tiết, đầy đủ các thông tin để nên học và điều nào nên tránh trong đời sống của những con người ở trong Kinh Thánh. Và điều thứ hai, Phaolô nói đến hãy tập chú vào con dân của chúng ta ở trên thiên đàng. Chúng ta đừng nhìn vào thực tại của chúng ta. Chúng ta đừng nhìn vào con dân tạm thời này. Chúng ta rất dễ vấp ngã. Nhất là khi chúng ta so sánh với những người chung quanh chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy nản lòng vì chúng ta thấy những người bạn bè của mình đó, có người sống rất là khá giả. Mặc dù họ sống chẳng tốt gì, họ đời sống của họ, hạnh kiểm của họ cũng không có tốt lành gì, nhưng họ lại rất khá giả trong mọi phương diện về vật chất, nhà cửa và đầy đủ vợ con hạnh phúc, đại loại như vậy. Chúng ta có thể chận lòng và cảm thấy mình bị tủi thân rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta tập chú vào công dân đời đời của chúng ta ở trên thiên đàng thì điều này giúp chúng ta vững vàng hơn ở trong phúc âm. Phaolô nói chúng ta là công dân ở trên thiên đàng. Ở đây ông Phaolô có đề cập đến cái chữ vương miện. Ở trong tiếng Hy Lạp có hai chữ nói đến vương miện. Chữ đầu tiên là chữ diadema, nó chỉ về mão triều thiên. Chữ thứ hai là từ Stephanos. Đây là chữ mà Phaolô dùng, nó có hai ý nghĩa. Từ chữ Stephanos này nó có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đây là mão miệng của lực sĩ chiến thắng trong các cuộc tranh tài Hy Lạp, làm bằng nó thường làm bằng lá ô liu rừng xen lẫn với lá cần xanh và nguyệt quế. Tuyệt đỉnh danh vọng của lực sĩ chính là được đeo mão miệng này. Chữ Stephanos cũng chỉ về loại mão miệng đổi cho những thực khách ở trong những cái bữa tiệc vào một cái thời gian có sự vui mừng lớn nào đó. Ở đây dường như Phaolô muốn nói rằng tín hữu Philip là mão miệng của ông vì công lao và công sức mà ông đã phục vụ hội thánh. Ông thấy mình như một lực sĩ của Chúa và hội thánh Philip chính là cái niềm vui và là mão triều, là mão miệng mà ông đã đeo lên. Ngoài ra Phaolô cũng Phaolô cũng nói rằng tại cái bữa tiệc cuối cùng của Đức Chúa Trời đó, tín hữu Philip sẽ là mão triều thiên vui mừng, vui vẻ dành cho đời sống của ông. Ở trên thế gian này không có niềm vui nào bằng cái việc đem một linh hồn đến với Chúa Giêsu đâu. Chúng ta, tôi nghĩ rằng niềm vui lớn nhất mà cá nhân tôi có được chính là khi mình cắt công chăm sóc, xây dựng đời sống của một con người, họ được nuôi dưỡng bằng chính lời Chúa, được lớn lên và trở thành những người phục vụ Chúa. Đó chính là niềm vui quý giá nhất mà chúng ta có thể nói rằng đáng tự hào của những người hầu việc Chúa. Thì Phaolô có đề cập đến vài điều ở trong câu số 20. Phaolô nói chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, vì đây chính là sự mong đợi của chúng ta. Khi chúng ta để đứng vững được thì chúng ta ở trong một cái tâm thế, đó là chúng ta đang chờ Chúa trở lại để đón rước chúng ta.
Cho nên không có lý do để chúng ta ngã nghiêng trước những giáo lý sai lầm, trước những sự lôi cuốn của vật chất đời này, nhưng trái lại chúng ta sẵn sàng bám trụ ở trong niềm tin của chúng ta. Đấng Christ sẽ biến đổi thân thể của chúng ta bằng quyền năng của Ngài như câu 21 đã nói. Đó là cách mà chúng ta có thể đứng vững trong Chúa ở trong đoạn 4 câu số 1. Ở trong 4 câu đầu, cái từ ngữ mà Phaolô đề cập đến từ trong Chúa, đây là hai từ trong Chúa, được nhắc đến 3 lần. Ông nêu ra 3 cái mạng lệnh quan trọng mà các tín hữu Philip cần phải có. Thứ nhất, tín hữu Philip đứng vững trong Chúa. Chỉ trong Chúa Giêsu con người mới có thể kháng cự lại sự đam mê hoặc sự cám dỗ và sự yếu đuối của tánh xác thịt của chúng ta. Chữ đứng vững hay là chữ vững vàng ở trong tiếng Hy Lạp gọi là chữ skete. Phaolô dùng ở đây chỉ một chiến binh đứng vững trước sức tấn công vũ bão của kẻ thù. Nếu chúng ta lấy một bức hình để chúng ta có thể mô tả như thế này, nếu một người đứng ở trên cao và một người ở dưới thì chắc chắn ở dưới sẽ thắng người ở trên, khi mà người ở dưới có cái trụ để đạp chân và kéo người ở trên xuống. Nhưng người ở trên có thể thắng được nếu người đó nắm lấy một cái thứ gì đó. Ví dụ như nắm lấy một cây, chúng ta tượng trưng đó là cây thập tự giá. Nếu người đó giữ bàn tay của mình trong cái cây đó thì người ở dưới có thể kéo cỡ nào để chăng nữa thì ở trên vẫn có thể giữ vững và trụ được. Thế thì điều thứ hai mà Phaolô nói đến cái chữ trong Chúa ở đây, đó là Phaolô khuyên Evody đó và Syntyche phải hiệp một với nhau ở trong Chúa. Và như đã nói, đó là đây là hai người phụ nữ đã có sự tranh cãi. Chúng ta không rõ lắm cái việc họ tranh cãi mâu thuẫn vì vấn đề nào. Nhưng cái sự tranh cãi của hai phụ nữ này, họ là những người lãnh đạo trong hội thánh, có lẽ là trưởng điểm nhóm gì đó, đã gây cho hội thánh Philip gặp biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Và Phaolô khuyên họ phải hiệp một lại trong Chúa. Và điều thứ ba, chữ trong Chúa mà Phaolô nói đến, đó là Phaolô khuyên người Philip hãy vui mừng trong Chúa. Phaolô không có nói vui mừng trong thứ gì khác, mà Phaolô nói đến đó là vui mừng ở trong Chúa. Đây chính là những cái yếu tố rất quan trọng để giúp chúng ta có thể đứng vững trước những sóng gió trong cuộc sống của chúng ta. Thưa các anh em, nếu anh em đang đối diện với những cái sự khó khăn mà anh em nghĩ rằng mình rất dễ trơn trượt trong những giai đoạn khó khăn như thế này, thì Chúa bảo chúng ta hãy đứng vững. Làm thế nào cho ta đứng vững được? Chúng ta đứng vững được qua cái việc chúng ta học những tấm gương của những con người tin kính. Hãy nhìn vào đời sống của họ, hy sinh biết bao nhiêu nan đề khó khăn nhưng họ vẫn đứng vững được. Trước khi kết thúc bài chia sẻ này, tôi muốn kể chúng ta câu chuyện. Tại bang Nagaland của Ấn Độ, những năm về trước sự bắt bớ Tin Lành khủng khiếp lắm. Có một gia đình kia đã tin Chúa và người ta đã quyết định xử tử cả gia đình này. Nhưng năm đó tộc trưởng là người ra lệnh xử tử gia đình này. Gia đình này có hai vợ chồng và hai đứa con nếu tôi nhớ không lầm. Thì người ta đã nói rằng chỉ cần ông từ bỏ Chúa Giêsu, chúng tôi sẽ không giết con của ông. Và cả nhà đã nói rằng tôi không bỏ Chúa Giêsu, chúng tôi theo Chúa. Thế là đã giết đứa con đầu tiên. Và tới đứa con thứ hai, người ta kê cái dao ngay cổ của đứa con thứ hai. Tất cả đều khóc và sợ hãi trong giai đoạn đó. Và tộc trưởng hỏi câu thứ hai: nếu ông từ bỏ Chúa, tôi sẽ không giết con của ông. Và ông đã nói: tôi sẵn sàng theo Chúa. Và con thứ hai đã chết. Còn lại người cuối cùng, đó chính là vợ. Tộc trưởng trả lời rằng đây là người vợ là ông yêu quý nhất, là người chung sống với ông bấy nhiêu năm nay. Ông nỡ lòng nào để nhìn thấy bà vợ mình phải chết hay sao? Ông chỉ cần nói tôi bỏ Chúa thôi, thì tôi sẽ không có giết vợ ông. Người này nói rằng tôi đã chọn thập tự giá ở phía trước và bỏ đi thế gian phía sau tôi. Tôi sẵn sàng chết vì Chúa. Và người ta đã giết vợ của ông. Sau đó chính ông cũng đã chết. Cái việc hành hình này đã đem lại nỗi ám ảnh của tộc trưởng. Ông suy nghĩ không biết tại sao dân làng của mình, người rất là tốt bấy lâu nay, nhưng nay chỉ vì niềm tin nơi Chúa Giêsu mà sẵn sàng để cho cả nhà mình chết và chính mình đã mất mạng. Và điều đó đã có một kết quả rất phi thường. Vài năm sau, tộc trưởng đã tin nhận Chúa. Trong câu chuyện mà tôi được nghe, được biết rằng bài hát
mà lòng nguyện theo Giêsu, tôi quyết đi theo Ngài. Ở trong bản tiếng Anh gọi là I have decided to follow Jesus, tức là tôi đã quyết định theo Chúa Giêsu rồi. Phía trước là thập tự giá và phía sau là thế gian. Tôi đi đến phía trước và bỏ đi thế gian phía sau của tôi. No turning back, không quay đầu trở lại, chỉ đi về phía trước mà thôi. Cái bài hát này được lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện này mà người ta đã viết ra cái bài hát rất là hay này. Kính thưa anh em, thật là khó để chúng ta có thể đứng vững nếu như sự gian nan nó có thể gây đến một mức độ vượt qua sự chịu đựng của chúng ta. Nhưng Chúa dạy chúng ta hãy đứng vững ở trong Chúa. Chúng ta đứng vững được nhờ những tấm gương như Phaolô, như Abraham, như Môi-se và nhiều con người khác, và kể cả câu chuyện ở tại bang Nagaland, ở tại Ấn Độ. Và ngày nay nếu quý vị xem xét tìm tin tức thì bang Nagaland 99% là những người tin lành. Họ tin Chúa rất là đông ở tại Ấn Độ. Những tấm gương đó sẽ giúp ích cho chúng ta. Và điều thứ hai khiến chúng ta có thể đứng vững được rằng chúng ta biết vị trí của mình ở đâu. Chúng ta là những người duy nhất ở trên thế gian này, không cần thiết phải có quyền công dân ở đâu cả, mà chúng ta đã có quyền công dân trên thiên đàng rồi. Tôi không có khuyến khích quý vị bỏ quyền công dân Việt Nam nhé, tôi không ý nói điều này. Tôi muốn nói rằng chúng ta đã có quyền công dân Việt Nam rồi. Chúng ta đầy đủ một quyền công dân, chứng minh nhân dân, có thể có hộ chiếu và đi lại trong nước này, có đầy đủ thẩm quyền bầu cử, tất cả mọi thứ theo luật pháp của đất nước Việt Nam của chúng ta. Có những người giàu họ có thể có thêm quyền công dân khác, cho công dân ở tại châu Âu, ở tại nước Mỹ. Chúng ta có lẽ không có điều kiện đó, nhưng chúng ta có vẫn có quyền công dân thứ hai. Chúng ta có công dân dưới đất này và chúng ta có công dân ở trên thiên quốc. Vì đây là điều chúng ta hãy tập trung vào, chúng ta nhìn vào công dân ở trên thiên quốc đó để chúng ta thấy vị trí của chúng ta ở tại đó và biết Chúa Giêsu sẽ trở lại đón tiếp chúng ta trở về nơi thiên quốc. Đó mới là người nhà thật của chúng ta. Vì chúng ta sống ở dưới đất này chỉ vài năm mà thôi, chỉ tạm bợ mà thôi, rồi chúng ta sẽ qua đi. Nhưng ở trên thiên quốc đó là nơi chúng ta sống mãi mãi cùng với cha của chúng ta ở trên trời. Tôi không biết quý vị có nhớ nhà không nếu quý vị đi xa. Riêng tôi rất nhớ nhà. Hỡi thưa anh chị em, nhà thật của chúng ta không phải dưới đất này, mà nhà thật của chúng ta ở trên trời. Hãy nhớ nhà thật của chúng ta và mong ước một ngày đó chúng ta được đến ở nơi đó, được trở về nhà cha của chúng ta để gặp Chúa của chúng ta ở tại đó. Chúng ta có thể làm được điều này chỉ khi nào chúng ta đứng vững mà thôi. Kính chúc hết thảy anh chị em đứng vững ở trong Chúa. Amen.